Hello anh em, sắp game lên sóng rồi đây. Như anh em cũng biết thì thị trường game chưa bao giờ ngừng đổi mới. Game mới ra mỗi ngày, đủ thể loại. Nhưng với game thủ Việt thì cái quan trọng nhất khi nhắc đến một con game mới là miễn phí hay là mất tiền mua, game on hay là game off, đồ họa xịn sò hay là bình thường. Và hơn nữa là loại máy nào thì có thể chơi mượt mà, không giật lag, vân vân. Và hôm nay, Sắp Game chỉ nhắc đến những tựa game mobile offline. Nhiều anh em khó tính sẽ cảm thấy chẳng có con game nào đáp ứng được những điều kiện vừa đẹp vừa miễn phí lại còn hay. Điện thoại cấu hình tầm trung và thấp thì đều có thể chơi được. Nhưng Sắp Game khẳng định là có, và ngay sau đây cùng Sắp Game đi khám phá ngay nha. Thời tiết thay đổi nên giọng tôi hơi khó nghe, anh em thông cảm nha. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Nhắc đến Lelut thì phải nghĩ ngay tới những anh chàng ninja đến từ Nhật Bản. Và Ninja Arashi là một game hành động phiêu lưu nhưng theo phong cách khá là kín. Trong game, anh em sẽ nhập vai thành một ninja có tên là Arashi. Tựa game này đã chinh phục cộng đồng game thủ đam mê game hành động bởi sự kết hợp tuyệt vời giữa đồ họa tinh tế và trải nghiệm gameplay độc đáo. Với đồ họa 2D đẹp mắt, mỗi cảnh ở trong Ninja Arashi đều được thiết kế cẩn thận từ khu rừng bí ẩn đến lâu đài ma quái, tạo nên không khí huyền bí và cuốn hút. Anh em sẽ phải đối mặt với những thử thách nguy hiểm, nhảy qua chướng ngại vật và chiến đấu với các kẻ thù khác nhau, từ những kẻ lừa dối tới quái vật huyền bí. Cơ chế gameplay của Ninja Arashi không chỉ dừng lại ở việc chạy nhảy và đánh đấm. Anh em còn có cơ hội sử dụng các kỹ năng ninja đặc sắc như nhanh nhẹn, nhảy qua đối thủ và ném shuriken chính xác để đối mặt với mọi tình huống nguy hiểm. Hệ thống vũ khí đa dạng từ katana đến kunai mang đến sự linh hoạt trong cách tiếp cận mỗi màn chơi. Nếu như yêu thích những tựa game hành động chặt chém đã tay thì Ninja Arashi là một lựa chọn không tồi. Tiếp theo là cái tên Lone Wolf Sniper Story. Đây là một tựa game hành động đỉnh cao, xoay quanh câu chuyện hấp dẫn của một xạ thủ nhận nhiệm vụ là tiêu diệt những mục tiêu nguy hiểm. Với đồ họa 3D sống động, game mang đến những trải nghiệm chân thực, hồi hộp, kịch tính. Cốt truyện game sẽ đưa anh em qua những nhiệm vụ đen tối từ thành phố hoang tàn đến những khu vực nguy hiểm. Gameplay tập trung vào kỹ năng bắn tỉa và quyết định nhanh với nhiều vũ khí đa dạng. Hệ thống vũ khí đa dạng và nâng cấp giúp tùy chỉnh phong cách chơi. Lone Wolf không chỉ là trò chơi hành động mà còn là hành trình kịch tính đưa anh em vào thế giới ngầm đen tối và khám phá những bí mật cam go. Tận hưởng trải nghiệm đỉnh cao của xạ thủ chuyên nghiệp trong một thế giới đầy thách thức và đánh đổi. Hitman là một series game nổi tiếng được phát triển qua hơn 20 năm với lối chơi hành động lén lút siêu hấp dẫn. Hitman Blood Money Reprisal là một phiên bản nâng cấp của tựa game đình đám năm 2006. Hitman Blood Money là phần game thứ tư trong series Hitman. Hitman Blood Money Reprisal đã sáng tạo nên một lối chơi hấp dẫn với những thử thách căng thẳng. Game tái hiện cực kỳ chân thực lối chơi của tựa game gốc, mang đến cảm giác hoài cổ mạnh mẽ. Mặc dù các thiết bị di động hiện đại có khả năng xử lý những hiệu ứng, hình ảnh cấp cao hơn, nhưng game vẫn giữ được những nét nguyên bản của đồ họa và âm thanh. Trong Hitman Blood Money Reprisal, anh em sẽ được tận hưởng một loạt những cải tiến mới, bao gồm các tính năng như Instinct Mode, bản đồ nhỏ xuất hiện liên tục và nhiều đổi mới về lối chơi, lấy cảm hứng từ các game sau này trong series. Với 12 nhiệm vụ có bối cảnh khác nhau, đặc vụ 47 sẽ tới những nơi như Paris và New Orleans để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Tựa game hành động lén lút này cung cấp cho anh em vô số cách thử nghiệm nhằm tiêu diệt mục tiêu. Chẳng hạn như một cuộc triệt phá công khai, một cuộc tiêu diệt trong im lặng mà không có nhân chứng, hoặc là một cái chết vô tình rất thông minh. Dù là bằng cách nào đi nữa thì tóm lại các đặc vụ 47 hoàn thành nhiệm vụ hay không hoàn thành là hoàn toàn phụ thuộc vào anh em. Anh em thân mến, nhắc tới hành động lén lút thì không thể thiếu được những phi vụ trộm cắp có 102. Robbery Madness 2 là một game mô phỏng giả lập cho anh em trở thành một siêu trộm bước vào những cuộc đột nhập tại nhiều khu vực khác nhau để lấy đi những món đồ giá trị. Làm người tốt mới khó, chứ làm người xấu chỉ cần chớp mắt cái là xong. Nhưng không, trong Robbery Madness 2, trộm cắp là nhiệm vụ khó khăn và vô cùng phức tạp. Anh em sẽ phải tham gia các cuộc đánh cắp vật phẩm có giá trị ở nhiều nơi khác nhau với độ khó tăng dần. Trang bị thêm kỹ năng, vật phẩm hỗ trợ để giúp trong quá trình làm nhiệm vụ dễ dàng hơn. Robbery Madness 2 phân thành nhiều cấp độ khác nhau cho phép anh em trải nghiệm tương ứng với trình độ và kỹ năng của bản thân. Khi mới bắt đầu, để làm quen có thể lựa chọn cấp độ dễ, sau đó nâng dần lên cấp độ trung bình, đến độ khó cuối cùng và thử sức với cấp độ điên rồ cao nhất. Những phi vụ ở cấp độ dễ thường có quy mô cực nhỏ như trộm trong các căn hộ, căn biệt thự. Những nơi này thường không có giám sát nên việc trộm cắp cũng dễ dàng hơn. Nhưng khi anh em thử sức ở cấp độ khó, anh em sẽ phải trộm ở những địa điểm có camera giám sát, có nhân viên an ninh, hệ thống bảo vệ. Khi chơi, cần phải hiểu rõ về kỹ năng của bản thân để lựa chọn địa điểm xâm nhập thực hiện phi vụ trộm cắp thuận lợi nhất. Nếu trộm cắp ở ngoài thực tế là một hành động phi pháp và bị lên án, thì trong Robbery Madness 2, nó chính là hoạt động tạo ra tiếng cười, sự thoải mái và thư giãn hiệu quả. Tiếp theo là tựa game Ninja Assassin. Đây là một game phiêu lưu hành động cho phép anh em nhập vai và thực hiện những hành động nhanh, gọn, không để lại dấu vết, đúng chuẩn một ninja. Game lấy bối cảnh trong một thế giới mở có thật của Nhật Bản cổ đại trong thời kỳ Edo và Sengoku. Anh em sẽ nhập vai vào một trong các ninja của tổ đội chuyên săn và ám sát theo yêu cầu. Bằng các ngoại xử lý hình ảnh 3D nên mọi chuyển động trong game đều được làm một cách tỉ mỉ y như thật.
Anh em có thể dễ dàng nhận ra những nét đặc trưng của nền văn hóa Nhật Bản ở trong Ninja Assassin Steel. Từ kiến trúc ngôi nhà, cây cầu và tới cả các phục trang của các nhân vật. Bối cảnh của game được tạo dựng từ những mô hình Nhật Bản xưa. Mọi góc của bản đồ đều toát lên một vẻ đẹp rất Nhật Bản. Kết hợp cùng một hệ thống âm thanh của nhạc cụ truyền thống tạo nên một bầu không khí rất đặc trưng của các tựa game Nhật. Có hai lựa chọn để anh em vào vai là một sát thủ ninja và một tên thợ săn shobi. Cả hai đều có ưu điểm và hạn chế riêng. Ví dụ như thợ săn shobi là một bậc thầy tàng hình, có kỹ năng ẩn nấp cực tốt nhưng sự nhanh nhẹn không bằng sát thủ ninja. Phần lớn vũ khí mà anh em sẽ sử dụng đó chính là kiếm tenchu, một loại kiếm đặc trưng ở thời kỳ trung cổ Nhật Bản. Loại kiếm này thường được trưng bày với giá khá cao bởi lượng sức mạnh khủng của chúng. Việc kết hợp yếu tố sinh tồn và một tựa game hành động mạo hiểm đã biến Ninja Assassin Steel thành một nồi lẩu thập cẩm với đầy đủ các chế độ trải nghiệm. Tiếp tục với tựa game Space Marshal 2, đây là một tựa game hành động và bắn súng được phát triển bởi Pixel Bay. Tựa game này là một phần của game Space Marshal. Khi mới ra mắt, Space Marshal 2 đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng game thủ bởi đồ họa chất lượng cao, gameplay đa dạng và câu chuyện hấp dẫn. Trong Space Marshal 2, người chơi sẽ nhập vai vào một trong những Space Marshal, những nhà lãnh đạo chống lại tội phạm không gian và thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm trong các môi trường không gian đa dạng. Game kết hợp giữa yếu tố hành động, chiến thuật và stealth. Space Marshal 2 đặc biệt nổi bật cùng với đồ họa 3D tuyệt vời, cùng với hệ thống vũ khí và trang bị đa dạng. Anh em có thể tự do lựa chọn cách tiếp cận mỗi nhiệm vụ và tùy chỉnh nhân vật của mình để đối mặt với các tình huống khó khăn. Cốt truyện của game cũng đáng chú ý, tạo nên một trải nghiệm hành động không gian độc đáo. Nếu là một fan của game hành động bắn súng không gian, Space Marshal 2 có thể là một lựa chọn thú vị để trải nghiệm. Hitman Sniper là một game bắn súng ám sát phát triển bởi Square Enix Montreal. Trò chơi này là một phần trong loạt game Hitman nổi tiếng. Trong game, anh em sẽ nhập vai và Agent 47, một sát thủ chuyên nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ ám sát từ xa. Với đồ họa chất lượng cao và môi trường đa dạng, trò chơi tạo ra một trải nghiệm chân thực của việc tiêu diệt mục tiêu từ xa. Gameplay của Hitman Sniper tập trung vào việc sử dụng kỹ năng bắn tỉa, chiến thuật và tìm kiếm cơ hội để tiêu diệt mục tiêu một cách tinh tế. Anh em có nhiều cơ hội để tùy chỉnh vũ khí và nâng cấp kỹ năng để đối mặt với nhiều tình huống khác nhau. Tính đặc sắc của Hitman Sniper nằm ở khả năng chơi lại nhiều lần cùng với cơ hội phát hiện những cách tiêu diệt mục tiêu khác nhau, khuyến khích sự sáng tạo và chiến thuật của người chơi. Nếu thích trải nghiệm bắn súng tầm xa và chiến thuật stealth, Hitman Sniper có thể là một sự lựa chọn thú vị để cho anh em. Tiếp tục là tựa game Ninja Scrims 3D Shooting Game. Trong game, anh em sẽ được tham gia vào một hội sát thủ có kỹ năng ám sát cực kỳ cao và thực hiện các nhiệm vụ bất khả thi. Game sử dụng nét đồ họa 3D mượt mà, đi kèm với các thiết kế nhân vật cũng như vũ khí cực kỳ chi tiết. Âm thanh của game cũng được làm nổi bật ở trên định dạng 8D, mang lại trải nghiệm rất chân thực. Robbery Bob 2 Double Trouble là một tựa game giải đố hành động thú vị, phát triển bởi Level 8AB. Là phần tiếp theo của Robbery Bob, tựa game này tiếp tục cuộc phiêu lưu của Bob, tên trộm cho những nhiệm vụ nguy hiểm và tràn ngập thách thức. Trong game, em sẽ điều khiển Bob để hoàn thành các nhiệm vụ đa dạng trong các môi trường khác nhau mà không để lộ bản chất thực sự của mình. Điều này bao gồm cách xa khỏi bảo vệ, tránh các chướng ngại vật và thu thập các vật phẩm quan trọng để hoàn thành mục tiêu. Robbery Bob 2 giữ nguyên phong cách hài hước và lối chơi độc đáo của phiên bản đầu tiên. Thêm vào đó là những thách thức mới và những bí mật để khám phá. Có nhiều cấp độ và nhiệm vụ để anh em thử thách bản thân và cảm giác tự do táo bạo khi thực hiện các vụ đánh cắp. Với đồ họa đáng yêu, gameplay gây nghiện và thực sự hài hước, Robbery Bob 2 Double Trouble là một tựa game giải đố tuyệt vời cho những anh em muốn thư giãn và có những trải nghiệm vui vẻ. Siêu phẩm FPS offline đầu tiên chính là Bright Memory Mobile. Cái tên Bright Memory Mobile chắc hẳn đã không còn quá xa lạ nữa rồi. Cực phẩm đồ họa FPS offline nhưng không hề thua kém bất cứ tựa game FPS online nào. Game được sản xuất bởi hãng FYQD Personal Studio đến từ Trung Quốc và được đánh giá rất cao bởi bối cảnh tương lai hấp dẫn, đồ họa đỉnh cao, Unreal Engine 4 và hình ảnh đẹp mắt. Không chỉ vậy, tựa game mobile này là bản truyền thảo của PC nhưng vẫn mang theo cốt truyện chân thực, sống động ở một thế giới giả tưởng tương lai vô cùng tươi đẹp. Bright Memory Mobile mang theo lối chơi điên cuồng kết hợp giữa những pha bắn súng ngập màn hình và phong cách chặt chém chẳng kém gì Devil May Cry. Anh em có thể vừa xả đạn xối xả vào kẻ địch, bắn tung lên không trung rồi búng mình và thi triển hàng hàng lớp lớp đường đao mũi kiếm liên tục lên mục tiêu. Đó là còn chưa kể những chiêu thức sức mạnh cho phép ngưng động thời gian hay gồng lực bắn phá tất cả trong bán kính nhất định. Nói nhiều thì không bằng anh em tự trải nghiệm, anh em đã chơi qua thì chắc chắn sẽ có những cảm nhận chân thực hơn sau game tôi rất nhiều. Còn anh em nào chưa chơi thì tải về để trải nghiệm ngay đi nha. Ở vị trí thứ hai là tựa game Black Bear, được phát triển bởi Norwin Studio. Game sở hữu đồ họa 3D đẹp hoàn hảo là yếu tố thu hút anh em game thủ ngay từ những bước chân đầu tiên. Bên cạnh đó, âm thanh và tiếng súng cũng như độ giật đã được chăm chút kỹ lưỡng. Thậm chí, mặc dù chỉ là một tựa game offline, nhưng độ chân thật khi bắn trên mobile của Black Bear đã vô cùng ấn tượng. Hơn nữa, game đòi hỏi cấu hình máy cũng vô cùng khiêm tốn.
là game op, nơi anh em chủ yếu trải nghiệm thông qua hệ thống nhiệm vụ và bắt đầu khám phá vô số bản đồ mới lạ ở trong game. Thêm một điểm cộng chính là kho vũ khí đồ sộ, đa dạng với vô số khẩu súng quen thuộc như Scarhart, M4, MP7, Desert Edge. Ngoài ra, cơ chế gắn phụ kiện và nâng cấp súng của game cũng vô cùng hấp dẫn, chắc chắn mang tới cho anh em những trải nghiệm chân thực nhất. Anh em đã thử chưa? Tựa game tiếp theo chính là Last Hope 3. Là game off, nhưng với Last Hope 3, chất lượng không hề thua kém với bất cứ tựa game online nào. Là một sản phẩm được GE Software AB phát triển, Last Hope 3 Sniper Zombie World có câu chuyện khá hấp dẫn. Anh em sẽ phải đương đầu với những tên zombie khủng khiếp, không chỉ cứu bản thân mà cả cứu đồng loại. Thực sự, trong lần đầu chơi tựa game này, Subgame đã ngay lập tức nhớ tới series phim The Walking Dead với một loạt nhiệm vụ đủ thể loại để anh em phải làm. Last Hope 3 Sniper Zombie World với cơ chế điều khiển thiết kế đơn giản hết cỡ để có thể thao tác dễ dàng. Chỉ với một nút điều hướng di chuyển ở phía bên trái, tổ hợp bắn, ngắm, thay đạn ở bên phải, anh em nào mới tập chơi cũng không phải lo ngại về việc bấm nhầm nút này sang nút nọ khi đang ở tình huống cấp bách. Không chỉ dừng lại ở những thử thách bình thường với việc diệt zombie mà anh em còn có cơ hội được thử sức với những con boss siêu khổ cần rất nhiều kỹ năng và chiến thuật. Game sử dụng nền đồ họa 3D chân thật, hình ảnh được thiết kế khá đẹp mắt, tỉ mỉ cùng với hiệu ứng âm thanh kịch tính. Nếu anh em còn đang phân vân thì cùng sang tiếp với tựa game thứ tư nha. Project Rift là cái tên không còn quá xa lạ với những anh em PC, nhưng sau một thời gian phát hành đã có rất nhiều game thủ đưa ra ý kiến về một tựa game tương đương nhưng ở phiên bản mobile. Và tất nhiên rồi, nhà phát hành Storming Tech đã rất biết chiều khán giả và Project Rift bản mobile đã ra đời. Project Rift gây ấn tượng mạnh bởi đồ họa ám ảnh nhờ những hiệu ứng đổ bóng, ánh sáng được làm chỉnh chu. Tựa game khắc họa những khung cảnh hoành tráng nhưng không kém phần rùng rợn, ma mị khi anh em phải chật vật tìm cách sống sót dưới móng vuốt của bọn quỷ dữ và thầy mà. Về lối chơi, Project Rift chơi theo kiểu tìm và diệt đám quỷ dữ và thầy mà. Mỗi màn chơi sẽ có nhiều mức độ khác nhau để tùy chỉnh, càng về sau kẻ thù sẽ càng trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm hơn. Ngoài ra, game cũng có chế độ Arena. Ở đây, anh em phải tìm cách sinh tồn mà không phải có nghỉ giữa màn trước các làn sóng quái vật siêu khủng. Chơi thôi, chần chừ gì nữa. Tiếp tục là một tựa game bắn súng sinh tồn với hệ thống AI siêu thông minh, siêu hay dành riêng cho Android. Vào game, anh em sẽ trở thành chiến binh của lực lượng đặc biệt Squad với sứ mệnh đánh thuê ở khắp các mặt trận khác nhau. Cùng với đó là việc sở hữu kho vũ khí đồ sộ đa dạng. Ngoài ra, anh em còn có thể chinh phục nhiều cấp độ khác nhau để nhận được các phần thưởng hấp dẫn từ trong game. Boss khủng nhất ở trong game là Robot Smash, cực kỳ thông minh, thật sự cần đến chiến thuật và kỹ năng chặt chém của anh em mới có thể vượt qua được. Game sở hữu đồ họa đẹp mắt và hình ảnh chất lượng cao. Hơn nữa, anh em còn có thể tùy chỉnh cấu hình, đồ họa sao cho phù hợp. Cùng với đó là bản đồ ở trong game vô cùng rộng lớn, thỏa sức cho anh em vừa chiến đấu vừa khám phá những vùng đất mới. Anh em yêu thích thì tải về để trải nghiệm thử nha. Tiếp tục là một tựa game với lối chơi chiến thuật cực hack não, Serial 7 Tactical Shooting. Game được phát hành bởi SHG Game. Trong game, anh em sẽ vào vai một người lính đặc nhiệm, nhận các mệnh lệnh với nhiệm vụ từ chỉ huy và hoàn thành nó để đạt được các phần thưởng cũng như điểm kinh nghiệm để tăng cấp độ và mở khóa các vũ khí, trang bị hấp dẫn. Như đã nói, ở Sierra 7, anh em không chỉ đơn giản là tìm kiếm con mồi và bắn hạ mà còn cần phải tính toán chiến thuật tấn công sao cho hợp lý. Nhất là các nhiệm vụ đột nhập và ám sát kẻ địch có sự chính xác cực cao. Đây là điểm cuốn hút lớn nhất của Sierra 7. Tuy có nền đồ họa đơn giản nhưng Sierra 7 không vì thế mà mất đi sự hấp dẫn. Anh em nếu đang phân vân chưa biết nên chơi game nào thì đây là một sự lựa chọn không tồi đâu. Tạm biệt thế giới zombie kinh dị sẽ là những cuộc đấu súng hết nước chấm ngoài vũ trụ, Neo Shadow. Vào game, anh em sẽ luôn bị bao vây bởi hàng tá kẻ thù trong khi tốc độ hồi máu chỉ có hạn. Do đó, sự khéo léo chính là mấu chốt để vượt qua thử thách. Game sở hữu đồ họa 3D đặc sắc cũng như rất nhiều trò game khác. Nhưng điểm đặc biệt mới ở Neo Shadow chính là anh em có thể tùy chỉnh chất lượng hình ảnh theo ý của mình. Chính vì thế, anh em có thể lựa chọn cho mình chất lượng hình ảnh hợp lý, phù hợp với cấu hình điện thoại sao cho mượt mà, không lag giật. Sắp game tôi không có khả năng để đánh giá tựa game này hay ở cấp bậc nào. Nếu anh em đã trải nghiệm hoặc có ý định chơi thử thì Neon Shadow hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu một trong những FPS mobile offline hay nhất đấy. Tiếp tục với tựa game Into the Dead 2 được phát hành bởi Pickpock, là tựa game offline thú vị giới hạn độ tuổi từ 17 tuổi trở lên. Tiếp nối phần đầu tiên thành công, Into the Dead 2 mang tới cho anh em những trải nghiệm sinh tồn có 102. Anh em sẽ không thể làm gì khác ngoài việc đứng lên mạnh mẽ và nát óc bất cứ vật cản đường nào để tiến về phía trước. Into the Dead 2 có 7 chương cùng với 60 màn và hàng trăm nhiệm vụ thử thách khắc nghiệt cùng với lối chơi mới lạ mang đặc trưng của phần 1. Đồ họa của game được hoàn thiện với tông màu tối u ám, kinh dị. Những con zombie trong game đều được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết, đem đến sự ghê rợn đặc trưng. Cảnh vật cũng được hoàn thiện cực kỳ đa dạng, nhiều phong cảnh khác nhau, nối tiếp và thay phiên nhau liên tục, đem đến cảm giác trải nghiệm vô cùng chân thật mỗi khi vượt qua từng quãng đường. Vào game, anh em có thể chọn nhiều chế độ khác nhau như chơi ở dạng cốt truyện, chơi ở chế độ câu chuyện phụ bên lề, chế độ tan sát hay sự kiện là tùy anh em.
Tựa game được đánh giá rất cao, lên tới 4,6 sao trên CH Play, rất đáng để chơi thử chứ nhở. Sniper Strike được phát triển bởi 8 Pixel Squad là một tựa game đồ họa 3D cực kỳ xịn sò và vô cùng chân thực. Giống như tên gọi, cơ chế chiến đấu của Sniper Strike sẽ tập trung vào yếu tố bắn tỉa. Tuy nhiên, anh em sẽ bị hạn chế khá nhiều về khả năng di chuyển và chỉ cần tập trung để ngắm và bắn sao cho chính xác mà thôi. Những màn chơi đầu khá đơn giản, mục tiêu đa số sẽ đứng yên. Tuy nhiên, càng về sau, tính thử thách cũng sẽ tăng lên khá nhiều với những mục tiêu di chuyển liên tục. Tới lúc này thì thật sự cần đến kỹ năng cầm súng của anh em rồi đấy. Và tựa game cuối cùng ngày hôm nay đến từ nhà sản xuất A-Gaming Plus, Jonah Shadow of Lament. Game lấy bối cảnh thế giới bị diệt vong sau cuộc chiến giữa người ngoài hành tinh và con người. Anh em sẽ được đưa vào một thế giới mở rộng lớn, nơi mà anh em cần phải nhặt nhạnh những gì còn sót lại để sinh tồn. Bên cạnh đó, lũ người ngoài hành tinh vẫn lẩn vẩn đâu đó xung quanh. Vì thế, nhiệm vụ của anh em không chỉ đơn giản là tìm cho mình những vật phẩm cần thiết mà còn phải lựa chọn giữa việc chiến đấu hay chạy trốn khỏi chúng. Với đồ họa 3D vừa tập những con máy cấu hình ở mức trung bình thì việc tải và trải nghiệm Jonah Shadow of Lament là một điều rất đơn giản nên chơi. Ok, và vừa rồi là những tựa game hành động lén lút mang tới cảm giác hồi hộp kịch tính nhưng cũng mang tới tính chất giải trí cao. Nếu yêu thích hoặc muốn trải nghiệm một thể loại game mới thì tải ngay game nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ. I'll be in my feelings, I'ma be fine.